Cách phân biệt vàng thật vàng giả đơn giản ai cũng làm được. Mỗi chúng ta chắc hẳn thì ai cũng từng đi mua trang sức bằng vàng, hoặc nhiều khi thì bạn vô tình nhặt được một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn ở trên đường. Nhưng bạn chẳng biết nó có phải là vàng thật hay là vàng giả. Nếu phải mang đi kiểm định thì rất mất thời gian và còn tốn thêm cả chi phí. Nếu vô tình nhặt được một món trang sức ở trên đường, cách nhanh nhất để bạn có thể kiểm tra được nó là vàng thật hay là vàng giả, đó là chúng ta hãy mang nó đến một cửa hàng vàng gần nhất để bán. Khi đó thì chắc chắn là ông chủ cửa hàng sẽ là người kiểm định vàng miễn phí cho bạn. Nhưng đừng vội, bạn có thể bị chê cười vì mang một món hàng vàng giả để đi bán vàng. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt thật giả một cách đơn giản? Phân biệt vàng thật và vàng giả không hề đơn giản, đó là vì bạn chưa biết các mẹo để phân biệt nó mà thôi. Hãy theo dõi hết video sau đây của chúng tôi, chắc chắn bạn sẽ không còn phải lo lắng gì nữa về việc phân biệt vàng thật, vàng giả khi đi mua trang sức vàng ở các cửa hàng nhỏ lẻ hay chẳng may nhặt được trang sức ở ngoài đường. Để kiểm tra món đồ trang sức là vàng thật hay vàng giả, đầu tiên chúng ta cần chú ý đến dấu khắc ở trên sản phẩm. Trên tất cả các sản phẩm trang sức vàng đều được khắc dấu tuổi vàng tương ứng. Các dấu khắc của vàng bao gồm 10K, 14K, 18K, 24K hoặc là những con số như là 4 số 9, 750, 580. Dấu khắc này vừa giúp nhà sản xuất kiểm soát loại nguyên liệu, vừa là giúp người mua nhận biết chính xác sản phẩm mình đang mua thuộc loại nguyên liệu gì. Vì vậy nếu sản phẩm không có dấu khắc thì chắc chắn nó là vàng giả. Ngược lại, đã là trang sức vàng thật thì 100% sản phẩm sẽ được khắc dấu nguyên liệu rõ ràng. Vì vậy đây là một cách phân biệt đơn giản và chính xác nhất cho bất kỳ ai. Có một cách truyền thống mà mọi người vẫn hay truyền tay nhau để kiểm tra vàng, đó là dùng răng cắn mạnh vào miếng vàng. Vàng thật sẽ có độ mềm và dễ hằn dấu răng khi bị cắn mạnh, còn vàng giả thì rất là cứng, thế nên không bị chày hay là móc méo. Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi đó là vàng nguyên chất, còn lại những sản phẩm trang sức như là vàng 10K, 14K hay 18K là vàng nguyên liệu đã được pha chế với hợp kim khác nên là nó tương đối cứng. Vì vậy, việc dùng răng để thử vàng chỉ phù hợp để kiểm tra vàng nguyên chất mà thôi. Còn có một cách khác nữa khá là đơn giản để nhận biết trang sức vàng thật vàng giả, đó là dùng nam châm. Sử dụng một thỏi nam châm đưa đến gần vàng để kiểm tra. Nếu xảy ra lực hút thì chắc chắn đó là vàng giả. Ngược lại, vàng thật thì sẽ không xảy ra phản ứng gì với nam châm. Ngoài ra, chúng ta có thể dùng gốm không trắng men để phân biệt vàng thật và vàng giả. Lấy sản phẩm trang sức mà bạn muốn kiểm tra, trà sát mạnh lên bề mặt gốm không trắng men. Nếu bề mặt gốm trắng xuất hiện màu vàng thì là vàng thật, còn vệt màu đen thì là vàng giả. Một cách khá khoa học để kiểm tra vàng đó là kiểm tra trọng lượng của vàng. Để làm được điều này, trước tiên chúng ta cần cân trọng lượng chỗ vàng cần kiểm tra. Sử dụng một lọ nước có chia vạch ml. Thả sản phẩm cần kiểm tra vào lọ nước, ghi chú lại mực nước trước và sau khi chia vạch để biết được thể tích tăng thêm là bao nhiêu. Sau đó ta sử dụng công thức tỷ trọng bằng trọng lượng chia cho thể tích tăng thêm. Nếu như tỷ trọng tăng thêm gần 19 gram trên 1 ml thì đó là vàng thật. Ví dụ trọng lượng của vàng là 19 gram, thể tích tăng thêm là 1 ml thì tỷ trọng sẽ là 19 chia cho 1 bằng 19 gram trên ml. Vậy đó là trang sức vàng thật. Trên đây là các cách vô cùng đơn giản để phân biệt trang sức vàng thật vàng giả mà ai cũng có thể làm được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc bạn có một sự lựa chọn sáng suốt. Và đừng quên subscribe kênh để được nhận thông báo ngay khi chúng tôi ra video mới nhé. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng video ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!